những địa danh trông thì đẹp nhưng lại nổi tiếng với lời đồn ma ám. Câu chuyện về những địa điểm này tuy có phần đáng sợ nhưng vẫn thu hút được rất nhiều du khách tò mò tới ghé thăm. 1. Christchurch Priory, Vương quốc Anh, nhiều người kể rằng, linh hồn của các tu sĩ đã chết từ lâu thường đi lang thang trong khuôn viên của Christchurch Priory, một nhà thờ giáo xứ lớn ở bờ biển phía nam nước Anh. Các con phố gần đó luôn xuất hiện bóng ma của những người phụ nữ áo xám thoát ẩn thoát hiện hai cho tay dè phát nằm giữa thung lũng loi ở thanh bình tháp cho tay dè ẩn chứa một số câu chuyện ghê rợn đó là câu chuyện về nhà quý tộc thế kỷ 15 dắt dè người đã giết chết vợ và người tình của vợ bằng một thanh gương kể từ đó du khách ghé thăm nơi đây thường xuyên nghe thấy những tiếng kêu kinh hoàng vang vọng khắp lâu đài ba kloster unterjo đức Nữ tu người Bavaria Maria Rinata von Mosau là một trong những người cuối cùng ở Đức bị xét xử với tội danh phù thủy. Sau khi thừa nhận một loạt tội ác, bà đã bị chặt đầu và thi thể của được hỏa tán ngay sau đó. Hơn 260 năm sau, nhiều người cho biết, họ vẫn thấy bóng ma của bà đi qua các hành lang tại Kloster Unterjo, tu viện mà bà đã theo học. 4. La Siu, Siêu, Indonesia thực dân Hà Lan đã xây dựng La Quan Siêu và người Nhật biến nó thành một trại giam tàn bạo, nơi các tù nhân bị tra khảo và tra tấn mang rợ. Ngày nay, khách du lịch đến nơi đây để săn tìm những hồn ma trong những tòa tháp. Vào năm 2007, La Hoàng Siêu đã được chọn làm bối cảnh cho một bộ phim kinh dị của Indonesia. Năm Akersuk Festing, Na Uy, pháo đài của Oslo được người dân địa phương gọi là Akersuk Festing đã được đưa vào sử dụng từ thế kỷ 13. Có một khoảng thời gian, nơi đây được phục vụ như một lâu đài rồi biến thành nhà tù và thậm chí là căn cứ của Đức Quốc xã trong thời gian họ chiếm đóng Na Uy. Lời đồn về hồn ma, thường trú, trong lâu đài này là con chó bị chôn sống vào thời Trung Cổ để xua đuổi những kẻ xâm nhập. 6. Castle of Good Hope, Nam Phi Castle of Good Hope là tòa nhà lâu đời nhất của Nam Phi cũng là nơi bị ám ảnh nặng nhất. Được xây dựng bởi công ty Đông Ấn Hà Lan vào thế kỷ 17, lâu đài gút hóp hình ngôi sao từ lâu đã được sử dụng như một nhà tù, nơi các tù nhân sẽ bị xích lại, tra tấn và hành quyết. Ngày nay những người lính canh các pháo đài khẳng định, họ thường nghe thấy những tiếng khóc ai oán vọng lại từ bên trong. 7. Tu viện SCT Angel, Prager, ít nơi nào phù hợp với những câu chuyện ma hơn Prager, một thành phố có mối quan hệ chặt chẽ với thuật giả kim và những điều huyền bí. Tu viện SCT Angel, tòa nhà kiểu Gothic đầu tiên của thành phố là một trong những địa điểm rùng rợn hơn cả. Mọi người nói rằng, một nữ tu bị sát hại vẫn ám ảnh nơi này và có thể xuất hiện trước mặt du khách bất cứ lúc nào. Đôi khi cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng thường thì cô ấy khóc trong trạng thái người đầy máu. 8. Ngọn hải đăng S.T. Augustine, Mỹ Ngọn hải đăng S.T. Augustine ở Florida là điểm đến lý tưởng cho những người thích săn ma. Đến đây, họ có cơ hội nghe những câu chuyện ma quái về ngọn hải đăng và gia đình đã chết trong quá trình xây dựng nó. Người ta cho rằng, một người đàn ông và các con gái của ông ta đều chết đuối khi ngọn hải đăng bị đổ. Người dân địa phương khẳng định có thể nghe thấy tiếng cười nói của các cô gái trong tòa tháp và vàng thỉnh thoảng nhìn thấy bóng cô gái mặc chiếc váy xanh và mang kẹp tóc y như hình tượng cô gái đã chết trong câu chuyện. 9. Chiến trường Gettysburg, Mỹ, một trong những trận chiến đẫm máu nhất ở Mỹ đã khiến các thi thể nằm ngổn ngang trên chiến trường ở bang Pennsylvania. Du khách khẳng định đã nhìn thấy và chụp ảnh những bóng ma của những người lính lang thang trên các cánh đồng và không ngạc nhiên khi trào lưu du lịch săn ma ở địa phương này cực kỳ nở rộ.